bão sai đang hướng vào biển đông. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành cơn bão có tên quốc tế là Dài. Tối ngày 13 tháng 12, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành cơn bão có tên quốc tế là Dài. Lúc 13 giờ cùng ngày, tâm bão Dài cách phía nam Philippines khoảng 1.500 km về phía đông với gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, bão Dài tiếp tục mạnh lên và di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc tốc độ trung bình 15 km h Trong ngày 17 tháng 12, bão Sai đi vào phía Nam Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm nay, dự bão sẽ là cơn bão mạnh trên Biển Đông. Theo đó, từ ngày 17 đến ngày 18 giờ 12 phút, tàu, thuyền hoạt động ở phía Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa cần đề phòng với gió mạnh do ảnh hưởng của cơn bão này. Cùng theo trung tâm này, trong ngày 13 tháng 12, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào đến hết ngày 14 giờ 12 phút khu vực bắc bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét dự báo nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ từ 12 đến 15 độ c vùng núi 9 đến 12 độ c vùng núi cao có nơi dưới 8 độ c các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ 15 đến 18 độ c